Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là của ông Nguyễn Văn Vẻ và bà Vương Thị Trinh. Ngôi nhà là đại lý buôn bán hàng mã nên cả căn nhà cũ và căn nhà hai tầng đều được tận dụng làm kho chứa hàng, chỉ để lại một lối đi nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà hai tầng có 5 người. Ông Vẻ, bà Trinh và một cháu nội 3 tuổi ngủ ở tầng 1 không tìm được lối thoát ra ngoài nên đã tử vong. Hai người con của ông Vẻ là anh Chính, chị Loan cùng cháu nội thứ hai đã kịp thoát ra ngoài nhưng đều bị thương nặng. Sau khi đám cháy xảy ra, nhiều người dân đã tham gia dập lửa nhưng không thể dập tắt do đám cháy quá lớn. Mặc dù xe cứu hỏa đã được điều động nhưng vì ngõ nhỏ không vào được nên lực lượng cứu hộ phải dùng máy bơm cơ động hút nước từ ngoài trạm bơm xã Đại Đồng Thành để dập lửa. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành đã hỗ trợ cho gia đình 24 triệu đồng để khắc phục hậu quả, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.